Chánh văn. Như vậy, tôi đều đem căn lành hồi hướng khắp cho tất cả chư Phật Như Lai. Nguyện đem vô số lọng thơm, vô số tràng thơm, vô số phan thơm, vô số trướng thơm, vô số lưới thơm, vô số tượng thơm, vô số ánh sáng thơm, vô số lửa ngọn thơm, vô số mây thơm, vô số tòa thơm, vô số nơi kinh hành thơm, vô số chỗ ở thơm, vô số thế giới thơm, vô số núi thơm, vô số biển thơm, vô số sông thơm, vô số cây thơm, vô số y phục thơm, vô số hoa sen thơm, vô số cung điện thơm. Giảng giải. Đại Bồ Tát tu hồi hướng đến tất cả mọi nơi. Ngài nói, giống như trong cõi nước của mười phương ba đời chư Phật đã nói ở trước, xuất hiện vô lượng chư Phật Như Lai. Tôi nguyện chánh tâm thành ý, đem đủ thứ căn lành của tôi tu tập, hồi hướng đến khắp tất cả chư Phật, cũng hồi hướng Bồ Đề và tất cả chúng sinh. Tôi muốn dùng vô số lọng báo thơm, vô số tràng báo thơm, vô số phan báo thơm, vô số trướng báo thơm, vô số lưới báo thơm, vô số tượng báo thơm, vô số ánh sáng báo thơm, vô số lửa ngọn báo thơm, vô số mây báo thơm, vô số tòa báo thơm, vô số nơi kinh hành báo thơm, vô số nơi chỗ ở báo thơm, vô số thế giới báo thơm, vô số núi báo thơm, vô số biển báo thơm, vô số sông báo thơm, vô số cây báo thơm, vô số y phục báo thơm, vô số hoa sen báo thơm, vô số cung điện báo thơm. Bồ Tát cúng dường phẩm vật đến chư Phật, thấy đều là vật thượng hạng, trân quý, vô lượng số. Đây là biểu thị tâm tôn trọng cung kính, tâm chân thành đối với mười phương chư Phật và dùng đó để trang nghiêm đạo tràng. Chánh văn. Vô lượng lọng hoa, nói rộng ra cho đến vô lượng cung điện hoa. Vô biên lọng tràng hoa, nói rộng ra cho đến vô biên cung điện tràng hoa. Vô đẳng lọng hương thoa, nói rộng ra cho đến vô đẳng cung điện hương thoa. Bất khả số lọng hương bột, nói rộng ra cho đến bất khả số cung điện hương bột. Bất khả xưng lọng y, nói rộng ra cho đến bất khả xưng cung điện y. Bất khả tư lọng báo, nói rộng ra cho đến bất khả tư cung điện báo. Bất khả lượng lọng đèn sáng, nói rộng ra cho đến bất khả lượng cung điện đèn sáng. Bất khả thuyết lọng đồ trang nghiêm, nói rộng ra cho đến bất khả thuyết cung điện đồ trang nghiêm. Bất khả thuyết lọng ma ni báo, nói rộng ra cho đến bất khả thuyết cung điện ma ni báo. Giảng giải. Bồ Tát lại dùng vô lượng hoa làm thành cái lọng cúng dường mười phương ba đời chư Phật. Nếu nói tỉ mỉ thì cho đến có vô lượng cung điện hoa, lại có vô biên lọng tràng hoa, đều dùng châu báu làm thành. Nếu nói tỉ mỉ thì cho đến có vô biên cung điện tràng hoa, dùng tràng hoa tạo thành cung điện. Lại có vô đẳng lọng hương thoa, nếu nói tỉ mỉ thì cho đến có vô đẳng hương thoa tạo thành cung điện. Lại có bất khả số lọng hương bột, nếu nói tỉ mỉ thì cho đến có bất khả số vô lượng cung điện làm bằng hương bột. Lại có bất khả xưng lọng y, nếu nói tỉ mỉ thì cho đến có bất khả xưng cung điện y. Lại có bất khả tư lọng báo, nếu nói tỉ mỉ thì cho đến có bất khả tư cung điện báo. Lại có bất khả lượng lọng đèn sáng, nếu nói tỉ mỉ thì cho đến có bất khả lượng cung điện đèn sáng. Lại có bất khả thuyết lọng đồ trang nghiêm, nếu nói tỉ mỉ thì cho đến có bất khả thuyết cung điện đồ trang nghiêm. Lại có bất khả thuyết lọng ma ni báo, nếu nói tỉ mỉ
thì cho đến có bất khả thuyết cung điện Mani báo. Bồ Tát dùng vô lượng vô biên phẩm vật trân quý, không thể dùng tâm suy gẫm, không thể dùng lời diễn đạt được. Cúng dường mười phương ba đời chư Phật và trang nghiêm đạo tràng của Phật. Chánh văn: như vậy, Phan báo Mani, Trướng báo Mani, Lưới báo Mani, Tượng báo Mani, Ánh sáng báo Mani, Lửa ngọn báo Mani, Mây báo Mani, Tòa báo Mani, nơi kinh hành báo Mani, chỗ ở báo Mani, cõi báo Mani, núi báo Mani, biển báo Mani, sông báo Mani, cây báo Mani, y phục báo Mani, hoa sen báo Mani, cung điện báo Mani, thấy đều bất khả thuyết, bất khả thuyết. Giảng giải: Mani là tổng danh của châu báu. Ánh sáng báu của nó đặc biệt thanh tịnh sáng chói, chẳng thọ tất cả sự cấu bẩn ô nhiễm nào. Châu báu này ở tại chỗ nào thì nhất định sẽ tăng oai đức của nó. Nếu bỏ vào trong nước đục thì nước liền trong, còn gọi là châu như ý. Nó hay làm cho toại tâm mong cầu đều được mãn nguyện. Báu vật này chỉ có bậc thánh có đức hạnh mới hưởng thọ được, phàm phu tâm tham chẳng thấy được. Bất khả thuyết, bất khả thuyết là danh tự số một của Ấn Độ, là một trong những số một lớn. Ở trước có nói, bất khả thuyết, bất khả thuyết, nhiều châu báu Mani làm thành lòng báu, và lại có bất khả thuyết, bất khả thuyết, châu báu Mani làm thành tràng báu, và dùng châu báu Mani làm phan báu, châu báu Mani làm trưởng báu, châu báu Mani làm lưới báu, châu báu Mani làm tượng Phật báu. Ánh sáng châu báu Mani chiếu xa mười phương vô tận cõi. Ánh sáng châu báu Mani chiếu sáng giống như lửa ngọn, chiếu thẳng đến trời hữu đỉnh. Tia sáng của châu báu Mani như mây cát tường lơ lửng trong hư không. Dùng châu báu Mani làm Phật tòa, dùng châu báu Mani nghiêm sức mặt đất đi kinh hành, dùng châu báu Mani nghiêm sức chỗ ở. Cõi nước báo Mani, núi báo Mani, biển báo Mani, sông báo Mani, cây báo Mani, châu báo Mani làm thành y phục báo, hoa sen báo Mani, châu báo Mani trang nghiêm cung điện. Đủ thứ ở trên dùng châu báo Mani làm vật nghiêm sức, chẳng có thứ nào mà chẳng phải là vô lượng vô biên, không thể dùng lời lẽ để hình dung được. Chánh văn: như vậy, trong mỗi các cảnh giới, thấy đều có vô số lan can, vô số cung điện, vô số lầu cát, vô số cửa lớn, vô số hình bán nguyệt, vô số cửa sổ, vô số báo thanh tịnh, vô số đồ trang nghiêm, dùng các thứ vật cúng dường như vậy, cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn như ở trên đã nói. Giảng giải: trong mỗi cảnh giới như kinh văn nói ở trước, đều có vô số lan can bảy báo, lan can hiển hiện, vô số cung điện báo hiển hiện, vô số lầu cát hiển hiện, vô số cửa lớn hiển hiện, vô số cửa sổ hình bán nguyệt hiển hiện, vô số cửa sổ hiển hiện, vô số bảy báo thanh tịnh hiển hiện, vô số đồ trang nghiêm và đồ cúng đạo tràng hiển hiện. Bồ Tát dùng những đồ vật cúng dường bảy báo trân quý làm cung điện, chỗ ở, vân vân, cung kính cúng dường mười phương ba đời chư Phật Thế Tôn như ở trên đã nói. Kinh văn: nguyện khiến cho tất cả thế gian đều được thanh tịnh, tất cả chúng sinh đều được thoát khỏi, trụ nơi bậc thập lực, ở trong tất cả pháp đắc được pháp minh vô ngại, khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ căn lành đều được điều phục tâm họ vô lượng, đồng cõi hư không, đến tất cả các cõi mà chẳng chỗ đến, vào tất cả các cõi
bố thí các pháp lành, thường được thấy Phật trong các căn lành, thành tựu đại thừa chẳng chấp các pháp, đầy đủ các thiện nghiệp, lập vô lượng hạnh, vào khắp vô biên tất cả pháp giới, thành tựu sức thần thông của chư Phật, đắc được trí huệ nhất thiết trí của Như Lai. Giảng giải: vị Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, Ngài lại phát nguyện, nói: tôi nguyện nương sức đại oai thần của mười phương chư Phật, khiến cho tất cả thế gian đều đắc được thanh tịnh. Nguyện hết thảy chúng sinh đều vĩnh viễn lìa khỏi đường ác và khổ luân hồi trong sáu nẻo, mà trụ nơi bậc thập lực, trụ nơi Phật địa, vĩnh viễn chẳng thọ thống khổ luân hồi. Lại hy vọng tất cả chúng sinh có thể tu học chánh pháp, thấu rõ thông đạt chư Phật. Đối với các pháp hiểu biết như thật, đắc được trí huệ quang minh viên dung vô ngại. Chẳng riêng mình đắc được căn lành lớn, mà cũng khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ căn lành. Hết thảy tập khí không tốt, phiền não vô minh đều điều phục nhu hòa, diệt trừ sạch hết, khiến cho tâm họ như hư không, thanh tịnh trong sáng. Tuy nhiên, Bồ Tát thường thường lai vãng trong mười phương cõi nước, nhưng chẳng động thân, chẳng có dấu vết đến đi. Đó tức là tâm của Bồ Tát đồng hư không, tu hành công hạnh vô lượng. Bồ Tát thường vào các cõi nước khác, chẳng phải Ngài đi quán sát du hành, mà là ứng cơ phó duyên đi đến đó độ chúng sinh. Bố thí đủ thứ pháp lành, giáo hóa chúng sinh tu tập tất cả pháp lành. Bồ Tát từ bi làm đầu, độ khắp chúng sinh, cho nên Ngài luôn luôn thấy Phật, cúng dường Tam Bảo, gần gũi Tam Bảo, gieo trồng đủ thứ căn lành trước Tam Bảo, tu hành đạo Bồ Tát, thành tựu công đức Đại Thừa, viên mãn tu tập hạnh môn Đại Thừa. Bồ Tát thành tựu thù thắng như vậy, nhưng Ngài đối với các pháp chẳng có chút chấp trước nào. Bồ Tát đầy đủ tất cả các nghiệp lành, kiến lập được vô lượng công đức, vào khắp vô biên hết thảy pháp giới, thành tựu sức thần thông như chư Phật, cũng đắc được đại trí huệ nhất thiết trí giống như Phật. Chánh văn: ví như không có cái ta, nhiếp khắp các pháp cũng lại như vậy. Các căn lành của tôi nhiếp khắp tất cả chư Phật Như Lai, vì thấy đều cúng dường chẳng có thừa sót. Nhiếp khắp tất cả vô lượng các pháp, vì đều có thể ngộ nhập không chướng ngại. Nhiếp khắp tất cả các chúng Bồ Tát, vì rốt ráo đều đồng với căn lành. Nhiếp khắp tất cả các hạnh Bồ Tát, vì nguyện lực xưa đều viên mãn. Nhiếp khắp tất cả Bồ Tát pháp minh, vì thấu rõ thông đạt các pháp đều vô ngại. Nhiếp khắp sức đại thần thông của chư Phật, vì thành tựu vô lượng các căn lành. Nhiếp khắp sức vô sở úy của chư Phật, vì phát tâm vô lượng viên mãn tất cả. Nhiếp khắp tam muội biện tài môn Đà La Ni của Bồ Tát, vì khéo chiếu rõ pháp không hai. Nhiếp khắp phương tiện khéo léo của chư Phật, vì thị hiện sức đại thần thông của Như Lai. Nhiếp khắp sự hàng sinh, thành đạo, chuyển bánh xe pháp, điều phục chúng sinh vào niết bàn của tất cả chư Phật ba đời, vì cung kính cúng dường thảy đều khắp cùng. Nhiếp khắp mười phương tất cả thế giới, vì nghiêm tịnh cõi Phật đều rốt ráo. Nhiếp khắp tất cả các kiếp rộng lớn, vì ở trong đó xuất hiện tu hạnh Bồ Tát không đoạn tuyệt. Giảng giải: Đại Bồ Tát tu thập hồi hướng đến tất cả mọi nơi, Ngài thành tựu Đại Thừa chẳng chấp các pháp, cùng với đắc được trí nhất thiết trí của Như Lai, là vì Ngài có thể nhiếp khắp hết thảy. Ví như nói không có cái ta, pháp không có ngã, và nhiếp thọ khắp đủ thứ pháp. Căn lành tu tập
cũng không cái ta nhiếp pháp tướng, như đồng nhiếp thọ các pháp vậy. Căn lành của tôi cũng nhiếp khắp tướng căn lành của chư Phật. Hạnh môn của chư Phật tu, tôi cũng tu. Công đức của Phật thực hành, tôi cũng thực hành. Tôi nhiếp thọ khắp chư Phật đều cúng dường đến mỗi vị Phật, chưa từng bỏ sót một vị Phật nào không cúng dường, quyết không sinh ra tình hình dư thừa và không đủ. Tôi lại nhiếp trì khắp đủ thứ vô lượng các pháp. Đối với các pháp nghĩa lý chân thật, tôi cũng hoàn toàn ngộ nhập, hoàn toàn minh bạch mà thực hành, chẳng có chút chướng ngại nào. Bồ Tát chẳng những nhiếp thọ căn lành của chư Phật và thật nghĩa của các pháp, mà Ngài cũng nhiếp thọ khắp tất cả Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo, Bồ Tát tu hành Bồ Tát. Những gì các Ngài tu hành trong mười phương thế giới đều cùng rốt ráo. Các Ngài tích tập căn lành cũng giống nhau. Căn lành của các Bồ Tát gieo trồng, Ngài cũng trồng những căn lành đó. Căn lành của các Bồ Tát tu, Ngài cũng tu những căn lành đó. Tâm Bồ Đề mà các Bồ Tát ban đầu phát tâm tăng trưởng đủ thứ căn lành, Ngài ban đầu cũng phát tâm Bồ Đề để tăng trưởng các căn lành. Ngài lại nhiếp thọ khắp hạnh môn tu hành của các Bồ Tát trong mười phương thế giới. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, dùng sức lực nguyện lớn mà trước kia Ngài đã phát, khiến cho các Bồ Tát và nguyện của chính Ngài đã phát đều được viên mãn, cũng viên mãn đắc được như mười lực của Phật. Ngài lại nhiếp thọ khắp diệu pháp của các Bồ Tát tu trong mười phương thế giới và trí huệ quang minh thanh tịnh của các Ngài chứng được. Bồ Tát vì đắc được trí huệ quang minh của tất cả các pháp, cho nên Ngài thấu đạt được các pháp, ngộ sâu thật tướng các pháp, triệt để thông đạt vô ngại, diệu dụng viên dung. Lại nhiếp thọ khắp sức đại oai đức đại thần thông của mười phương chư Phật, cũng thành tựu được sức đại oai đức thần thông đó. Bồ Tát dùng phương tiện khéo léo giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu căn lành của các Ngài. Lại nhiếp thọ khắp mười lực và bốn vô sở úy của chư Phật, phát bốn tâm vô lượng của Phật: một, tâm từ vô lượng; hai, tâm bi vô lượng; ba, tâm hỷ vô lượng; bốn, tâm xả vô lượng. Làm mãn nguyện tất cả chúng sinh, lại nhiếp khắp tam muội và bốn trí vô ngại của các Bồ Tát trong mười phương thế giới. Bốn biện tài vô ngại là: một, pháp vô ngại biện tài; hai, từ vô ngại biện tài; ba, nghĩa vô ngại biện tài; bốn, nhạo thuyết vô ngại biện tài. Bốn biện tài vô ngại tức là bốn trí vô ngại. Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch là tổng trì. Tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Bồ Tát tu hồi hướng đến tất cả mọi nơi, Ngài nhiếp thọ khắp tam muội biện tài Đà La Ni của các Bồ Tát, Ngài đều chiếu rõ, quán chiếu được các pháp, thông đà các pháp, đều là pháp môn không hai, đệ nhất nghĩa đế. Lại nhiếp thọ khắp pháp phương tiện khéo léo, đầy đủ của chư Phật, giáo hóa chúng sinh, mà còn có thể thị hiện sức đại thần thông giống như Phật. Lại nhiếp thọ khắp mỗi vị Phật trong ba đời, từ cung trời đâu suốt, hàng sinh xuống nhân gian. Quá trình tám tướng thành đạo, như nhập thai, trụ thai, xuất thai, thành đạo, chuyển pháp luân, điều phục chúng sinh, cho đến vào Niết Bàn. Và còn cung kính cúng dường mười phương ba đời chư Phật. Mỗi cõi nước đều có một vị Phật, Ngài thảy đều cúng dường khắp. Lại nhiếp thọ khắp tất cả thế giới trong mười phương, khiến cho mỗi cõi nước, mỗi cõi Phật đều nhờ căn lành công đức của Ngài mà trở thành cõi nước thanh tịnh, cõi Phật trang nghiêm, chẳng có một cảnh giới nào mà chẳng đạt đến rốt ráo. Lại nhiếp thọ khắp tất cả kiếp rộng lớn. Vị Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng này, Ngài ở trong mỗi kiếp
đều xuất hiện ra đời, tu hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, lợi ích chúng sinh, cứu độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh. Những Phật sự đó vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. 20 câu nhiếp thọ khắp ở trên là phân biệt nói rõ nguyện vọng của vị Bồ Tát này. Dùng nhiếp khắp căn lành, hồi hướng về phương diện lý sự, thấy đều chu toàn. Thành tựu đức hạnh tự lợi của Bồ Tát, về sau lợi ích chúng sinh. Chánh văn: nhiếp khắp tất cả hết thảy mọi loài, vì thị hiện thọ sinh trong đó, nhiếp khắp tất cả các cõi chúng sinh, vì đầy đủ hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, nhiếp khắp tất cả các hoạt tập khí, vì đều dùng phương tiện khiến cho thanh tịnh, nhiếp khắp tất cả các căn chúng sinh, vì vô lượng khác biệt đều biết rõ, nhiếp khắp tất cả sự hiểu biết và mong muốn của chúng sinh, vì khiến cho lìa tạp nhiễm đắc được thanh tịnh, nhiếp khắp tất cả hành giáo hóa chúng sinh, vì tùy theo sự độ được mà hiện thân, nhiếp khắp tất cả nẻo chúng sinh, vì đều vào tất cả cõi chúng sinh, nhiếp khắp tất cả trí tánh của Như Lai, vì hộ trì giáo lý của tất cả chư Phật. Giảng giải: đoạn kinh văn ở trước là nói Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi. Ngài nhiếp trì khắp căn lành của mười phương chư Phật, nhiếp khắp thật nghĩa các pháp của chư Phật nói, nhiếp khắp pháp môn của các vị Bồ Tát trong các thế giới mà đắc đại trí huệ thanh tịnh quang minh, cùng với đại oai đức, sức đại thần thông của chư Phật. Hiện tại đặc biệt biểu dương Bồ Tát là từ bi làm đầu, tinh thần vĩ đại bình đẳng hộ niệm chúng sinh. Bồ Tát chẳng những nhiếp khắp ưu điểm của chư Phật và của các Bồ Tát và thật tướng của các pháp, Ngài cũng đến khắp trong bốn nẻo ác của chúng sinh, đến sáu nẻo luân hồi, thị hiện đủ thứ thân hình chúng sinh, thọ sinh các loại chúng sinh, nhiếp thọ các loại chúng sinh, giáo hóa các loại chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi sáu nẻo, lại nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh, khiến cho những chúng sinh đó đều đầy đủ hạnh Bồ Tát như Bồ Tát Phổ Hiền tu. Tu mười đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền, lại nhiếp trì khắp tất cả các hoạt, như hoạt thô, hoạt di tế, hoạt trần sa, hoạt thấy, tức kiến hoạt, hoạt nghĩ, tức tư hoạt, hoạt vô minh, vân vân. Khiến cho các hoạt tập khí của chúng sinh đều đắc được thanh tịnh, lại nhiếp trì các căn của tất cả chúng sinh, căn tánh của chúng sinh thấy đều khác nhau. Bồ Tát đều thấu hiểu được, có ngàn sai dạng biệt. Bồ Tát còn rất minh bạch các căn thú hướng của chúng sinh, lại nhiếp trì khắp sự hiểu biết, sự mong cầu của tất cả chúng sinh. Nếu sự hiểu biết là tà tri tà kiến, sự mong cầu là tạp nhiễm, ô trược, thì giáo hóa họ lìa khỏi sự hiểu biết và mong cầu chẳng chánh đáng, mà đắc được bản thể thanh tịnh. Lại nhiếp trì khắp tất cả hạnh môn giáo hóa chúng sinh tu hành, tùy theo sự tương ưng với chúng sinh mà vì họ hiện thân nói pháp. Lại nhiếp khắp tất cả sự tương ưng khế hợp với chúng sinh. Chánh đạo của Phật nói, dùng thần thông biến hóa phương tiện khéo léo, vào sâu trong các loài chúng sinh, đồng loại tương nhiếp, phương tiện giáo hóa, lại nhiếp thọ trí tánh của chư Phật mười phương ba đời, tức là trí huệ thành tựu của chư Phật. Bồ Tát dùng trí huệ nhiếp thọ để hộ trì giáo pháp của chư Phật nói. Đoạn kinh này là hiển rõ pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi của Đại Bồ Tát tu thành